Hello, Mười xin chào ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với lại kênh Mười Nhà Quê Thất Xịt Vlog. Hôm nay Mười sẽ giới thiệu với mọi người một cái loại trái cây đặc biệt này. Mười sẽ mua và mình về nhà mình review nha. Ok, bây giờ là Mười sẽ thử cái trái này. Hả mọi người ha? Thì cái trái này đó là cũng là lần đầu tiên Mười được ăn luôn. Thật sự ra đó là hồi đó tới giờ đi chợ rất là nhiều lần và thấy cái trái này rất là nhiều lần luôn, nhưng mà không biết nó là trái gì cho nên là cũng không có dám thử á mọi người. Thì được một chị bạn cho ăn thử thì mới nói đây là cái trái này là cái trái trái chà là tươi. Sáng nay Mười đi vô chợ á, Mười thấy bán, Mười đã mua với lại cái giá là 3 đồng mấy một pound. Thì hết chỗ này là khoảng chừng để coi hai khoảng chừng 8 pound á mọi người. Rất là nặng luôn. Chỗ này là khoảng 8 pound. Là 3 đồng mấy một pound thôi. Thì Mười không có biết là ở Việt Nam thì bán bao nhiêu một pound, hay là ở Việt Nam có trái này hay không thì Mười cũng không rõ nữa. Nhưng mà bây giờ thì Mười sẽ thử nha. Đây, khi mà còn sống á, thì nó rất là cứng, nhưng mà đến khi mình để nó càng lâu á, thì nó sẽ càng mềm và nó sẽ càng ngọt nha mọi người. Cái trà là khô thì hồi đó tới giờ là Mười cứ tưởng đâu là người ta phải làm mứt thì nó mới ra được cái trái trà là khô, nhưng mà tìm hiểu á, thì thấy là hình như là để nó tự khô là nó tự ra cái đường luôn. Thì chồng Mười nói á, ngày xưa chồng Mười đi công tác lính ở bên Iraq á mọi người, là chồng Mười đã được ăn thử ở bên đó rồi. Cái trái này ở bên Trung Đông thì nó giống như là trái đặc sản của cái vùng đó, nó giống như ở Việt Nam mình có cóc có ổi, thì cái trái này ở Trung Đông rất là nhiều luôn á mọi người. Iraq, Iran rồi Pakistan rồi đó, mấy cái nước đó thì mấy cái trái này rất là phổ biến luôn. Nhưng mà ở đây thì nó hơi hiếm. Được ăn thử rất là thích cho nên là hãy mua về để review với mọi người. Mình sẽ review cái trái chà là tươi này cho mọi người ha. Nó cứng, nó giòn. Cái vỏ của nó đó, khi mà nó còn cứng như vậy á, thì nó sẽ rất là chát. Nhưng mà ở trong á mọi người, nó rất là ngọt. Chỉ có cái vỏ chát chút xíu thôi. Ở trong nó rất là ngọt nha mọi người. Nếu mình để nó chín kỹ hơn nữa đó, thì cái vị chát của cái vỏ này là mất luôn. Nó chỉ còn cái vị ngọt, ngọt, ngọt và rất ngọt thôi. Giống như cái trái chà là khô ha mọi người ha. Rất là ngon luôn. Thì anh chị nào mà ở bên Trung Đông thì chắc khỏi cần giới thiệu ha. Còn nếu như mà anh chị nào mà ở Mỹ thì mình có thể chạy ra tất cả các chợ của... Em nghĩ cái này chợ Mỹ không có bán đâu. Nhưng mà chợ châu Á có bán, giống như chợ Hàn nè, chợ Ấn Độ nè. Em nghĩ chợ Ấn Độ là bán nhiều nhất luôn á. Rồi chợ Việt Nam nè. Ôi sao ngồi đâu cũng bị kiến cắn đó vậy. Thì chợ Việt Nam nè, chợ Hàn nè, chợ Ấn Độ nè. Đó, thì mọi người vô đó có thể kiếm cái trái tươi này ở trong mấy cái chợ đó ha mọi người. Mười thấy cái trái này á, càng ăn nó càng cuốn nha mọi người. Thử lần đầu tiên rất là thích luôn, cho nên Mười sẽ giới thiệu với mọi người ha, giới thiệu với lại gia đình Mười, những người quen của Mười cũng như các anh chị, các cô chú gần xa đó. Nếu mà ai chưa ăn thử trái này, hay là khi đi chợ mà mình thấy cái trái này á, mà mình thấy lạ lẫm, mình không biết đó là cái trái gì á, thì đây nha mọi người, đây là trái chà là tươi. Đó, mọi người có thể mua và ăn thử. Đây, Mười sẽ quay gần cho mọi người xem. Nếu như mà anh chị nào mà không thích cái vị chát ở cái vỏ bên ngoài đó, mình có thể mình lấy dao mình gọt cái vỏ chát đó mình bỏ đi, thì mình sẽ ăn được cái ở trong rất là ngọt luôn. Nhưng mà Mười nghĩ thì gọt bỏ cái vỏ chát nó không cần thiết đâu mọi người. Thật sự đó, cái vị chát là rất rất cần cho cơ thể luôn, là một chất rất là tốt cho cơ thể, cho nên mình cứ để nguyên trái với mình ăn đó mọi người ha. Trời, ngon lắm luôn á, mua được cái vị này thích quá trời thích luôn. Chiều chiều mà cái gió thổi hiu hiu mọi người, thách xịt trời bớt nóng rồi. Bây giờ này là có gió rồi, thì thật sự ra bưng nguyên một cái rổ chà là này đi ra ngoài vườn ngồi ăn nó rất là thú vị luôn á mọi người. Tại sao em không biết cái trái này sớm hơn ta? Ngon gì mà nó ngon dữ dằn vậy. Nhưng mà cái trái này là nó còn hơi chát chút xíu nè. Để chắc vài bữa nữa nó chín nữa, mình lựa cái chín 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 ngọt ngọt á, là ăn nó còn ngon dữ nữa. M-
mọi người. Đó, nó giống như là cái trái dâu da của Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà không phải, mới nhìn tưởng trái dâu da mà rất là ngon. Để càng lâu càng ngọt nha mọi người. Ok, video của Mười đến đây là hết rồi. Mười xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ Mười. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.